chưa một lần lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò, nhưng cặp đôi Puka và Kim Tuấn Kiệt vẫn luôn khiến người hâm mộ phải dần dần khi có một loạt bằng chứng hẹn hò như thường xuyên xuất hiện cùng nhau với tần suất khá nhiều như trong các cuộc vui cùng bạn bè. Thời gian qua, Puka và Kim Tuấn Kiệt là một trong những cái tên nhận được tình yêu thương của khán giả khi cả hai thường xuyên xuất hiện trên các game show. Vào khoảng gần cuối năm 2019, tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn thông qua các cử chỉ tình cảm khi họ cùng đi quay chương trình. Cùng ghi hình cho một chương trình giải trí, Duy Khánh, Kim Tuấn Kiệt, Puka đã chiếm sóng cộng đồng mạng khi tung những hình ảnh vui nhộn ở hậu trường cùng nhau. Người hâm mộ ngay lập tức dồn sự chú ý vào bộ đồ đôi của cặp chị em kém tuổi. Dù là nhóm bạn chơi chung, nhưng khán giả vẫn dễ dàng nhận ra Puka và Kim Tuấn Kiệt bỏ rơi Duy Khánh, công khai mặc đồ đôi với nhau trên sóng truyền hình. Cả hai cùng diện màu xanh nhẹ nhàng, tông xòe tông, thì Duy Khánh lại bơ vơ một mình bận áo thun và jean khoác ngoài. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, đông đảo người hâm mộ lại đưa ra nhiều bằng chứng, khẳng định chắc nịch cặp đôi thường xuyên hẹn hò. Ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, cặp đôi Kim Tuấn Kiệt và Puka đã bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm và trò chuyện vô cùng thân mật với nhau. Đáng nói, hành động đầy ga lăng của Kim Tuấn Kiệt dành cho bạn gái tin đồn đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Khi cả hai di chuyển tới một chiếc xe khác, Kim Tuấn Kiệt đã tiến lên trước và mở cửa xe cho Puka. Sự khéo léo, tinh tế của nam diễn viên khiến chị em phải suýt xoa không ngừng. Cả hai cùng ngồi phía sau xe, chứng tỏ độ thân thiết không phải dạng vừa. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai bị bắt gặp dính với nhau như hình với bóng thế này. Trước đây, cả hai cũng không ngần ngại khi có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Chính vì lẽ đó mà không chỉ có người hâm mộ, mà Kim Tuấn Kiệt và Puka còn thường xuyên được các đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp trong nghề đẩy thuyền nhiệt liệt. Sau những bằng chứng cho thấy cả hai đang thân thiết với nhau trên mức tình bạn, các fan hâm mộ của cặp đôi này có thể vững tin vào việc ngày cặp đôi này lên xe hoa sẽ không còn xa. Còn các bạn có mong cặp đôi mau chóng về chung một nhà không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bình luận. Nhớ bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh nhé!